Ôi hạ xuống đẹp. Cây này hạ xuống nữa nè. Ôi quá đẹp luôn cái dây bông nè, nhiều quá trời nhánh đẹp. Ồ quá đẹp luôn cả nhà ơi. Nãy ở trên không thấy được đem xuống đất là bây giờ hạ xuống để di chuyển nó đi nè. Rồi quá đẹp luôn nha. Nó đưa hai em này đi. Trời ơi đưa xuống cái tán đã ghê ha. Cái này thì nó còn nở một đợt nữa nha. Cái này bằng lăng nở tới hai đợt luôn. Đây. Nó sẽ ra cái bông. Nhưng mà đợt thứ hai nó thưa hơn,